nhà triệu quốc gia trong thời chiến quốc nhà triệu là một quốc gia chư hầu có chủ quyền trong thời chiến quốc trong lịch sử trung quốc triệu là nước có vai trò đáng kể trong giai đoạn này cùng với sáu quốc gia hùng mạnh khác lập ra cục diện chiến quốc thất hùng lãnh thổ triệu quốc tương ứng với khu vực ngày nay thuộc nội mông cổ phía nam hà bắc vào đầu thời kỳ chiến quốc nước triệu không phải là một quốc gia mạnh nhưng đã gia tăng sức mạnh đáng kể trong thời kỳ trị vì của Triệu Vũ Linh Vương. Vào cuối thời kỳ chiến quốc, Triệu là nước chủ chốt trong việc chống lại cường quốc ở phía Tây khi đó là Tần. Nhưng sau trận trường bình, nước Triệu trở nên suy yếu, sau này chỉ có thể nhờ vào liên minh hợp tung để chống lại sự tiến quân của Tần, nhưng cũng chỉ duy trì được thêm mấy chục năm rồi bị Tần tiêu diệt. Khởi nguyên, theo truyền thuyết, thủy tổ các đời quân chủ nước Triệu là Ba Ích, từng làm quan ở nước Ngu, được phong ấp doanh ăn lộc từ đó hậu duệ bá ích lấy họ doanh đến cuối đời nhà thương hậu duệ bá ích là phi liêm cùng với con trai trưởng là ác lai phò tá thương trụ chống lại chu vũ vương nên đều bị giết con cháu phi liêm ly tán phân thành hai dòng chính nhánh hậu duệ của ác lai lưu lạc đến khuyền khâu đến đời phi tử thì được nhà chu phong cho ấp tần làm phụ dung hình thành thủy tổ nước tần người con thứ của phi liêm là quý thắng di chuyển đến hoàng hà định cư còn quý thắng là mạnh tăng hiệu trạch cao lang sống vào thời chu thành vương mạnh tăng sinh hành phụ hành phụ sinh tạo phụ tạo phụ do lập không ít công trạng nên được chu mục vương phong làm đại phu lấy triệu thành làm thực ấp từ đó mang họ triệu hình thành thủy tổ nước triệu như vậy quân chủ nước tần và nước triệu vốn đều thuộc cùng một dòng họ hậu duệ sáu đời tạo phụ là yêm phụ có danh hiệu là công trọng sống vào thời chu tuyên vương yêm phụ sinh thúc đái quá trình nổi lên của nhà triệu. Thời kỳ Tấn Văn Hầu, Thúc Đái di cư tới nước Tấn. Cháu năm đời của Thúc Đái là Triệu Túc lập công lớn được Tấn Hiến công thường cho đất cảnh, Triệu Túc sinh cộng mạnh, cộng mạnh sinh Triệu Thôi. Năm 656 trước công nguyên, Triệu Thôi từng theo công tử Trùng Nhĩ lưu vong ra khỏi Tấn. Sau này Trùng Nhĩ trở thành Tấn Văn Công của Tấn thì Triệu Thôi trở thành trọng thần. Con cháu Triệu Thuấn các đời đều nắm trọng quyền, dần phát triển thế lực của gia tộc họ triệu thành một trong lục khanh. Thời tấn cảnh công, họ triệu suýt bị diệt tộc nhưng may mắn đã được phục hồi địa vị. Tới thời tấn xuất công thì quyền lực thực tế nằm trong tay các trọng thần như Chí Bá, Triệu Tương Tử, Hàn Khang Tử và Ngụy Hoàn Tử. Sử gọi là Tứ Khanh. Năm 456 trước công nguyên, Tứ Khanh đuổi tấn xuất công đi để lập cơ kiêu, tức tấn ai công. Năm 454 trước công nguyên, Chí Bá hợp cùng hai nhà Hàn, ngụy tấn công tấn dương nay ở phía nam quận tấn nguyên địa cấp thị thái nguyên tỉnh sơn tây triệu tương tử giữ vững thành trì sau đó liên hợp với chính hai nhà hàn ngụy diệt trí bá năm 453 trước công nguyên ba nhà hàn triệu ngụy chia nhau vùng đất của họ trí năm 437 trước công nguyên tấn ai công chết con là liễu tức tấn u công kế nghiệp Nước Tấn khi đó thực chất đã bị phân chia giữa ba thế gia là Hàn, Triệu và Ngụy. U công không có quyền lực gì đối với ba nhà này. Năm 403 trước Công nguyên, vua Chu Uy Liệt Vương phải chính thức công nhận sự tồn tại của nước Triệu cùng với Hàn. Ngụy bên cạnh nước Tấn như là các nước chư hầu của nhà Chu, đánh dấu sự khởi đầu của thời kỳ chiến quốc. Năm 376 trước Công nguyên, Triệu cùng Ngụy và Hàn lấy nốt phần đất còn lại của Tấn, đẩy Tấn tính công ra đồn lưu chính thức diệt tấn và chia hết đất đai. Do ba nước hình thành từ nước tấn nên sử vẫn gọi trung triệu, Hàn, ngụy là tam tấn. Về lãnh thổ, lãnh thổ của nước triệu bao gồm các khu vực ngày nay thuộc nội Mông Cổ, Nam Hà Bắc, Trung Sơn Tây và Đông Bắc Thiểm Tây. Nước triệu có biên giới với các bộ lạc hung đô như Lâm Hồ, Lâu Phiền, Đông Hồ, ở phía Bắc, các nước như Tần ở phía Tây, Ngụy ở phía Nam, Yên ở Đông Bắc, Tề ở phía Đông cận kể còn có tiểu quốc Trung Sơn. Kinh đô của nước Triệu đặt tại Hàm Đan, ngày nay thuộc vùng ven đô của thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Quá trình phát triển. Ban đầu Triệu là nước yếu nhất trong chiến quốc thất hùng. Nước này không có các ưu thế về địa lý như Tần, sức mạnh quân sự như Ngụy, lãnh thổ rộng lớn như Sở, sự giàu có và thịnh vượng như Tề. Bị những kẻ thù hùng mạnh bao quanh từ mọi hướng, nước Triệu phải chiến đấu cực kỳ gian khổ vì sự sinh tồn của mình nước này vẫn là yếu nhất cho tới khi các cuộc cải cách của triệu vũ linh vương thành công trong thời kỳ trị vì của vũ linh vương vương quốc này đã có cải cách quân sự sử gọi là hồ phục kỵ xa binh sĩ triệu được lệnh ăn mặc giống như các láng giềng hung nô và thay thế các cỗ chiến xa bằng các cung thủ kỵ binh điều này là cải cách tuyệt vời phối hợp giữa công nghệ tiên tiến của các quốc gia trung hoa và chiến thuật của các bộ lạc du mục kỵ binh của nước triệu trở thành một lực lượng đáng kể phải tính tới Triệu thể hiện sức mạnh quân sự của mình bằng cách chiếm nước nhỏ Trung Sơn năm 295 trước công nguyên sau một cuộc chiến tranh kéo dài và sáp nhập thêm lãnh thổ từ các nước lân cận như Ngụy, Yên và Tần. Kỵ binh của Triệu đôi khi cũng xâm nhập vào tề trong các chiến dịch chống lại sở. Một số tướng lĩnh quân sự có danh tiếng của Triệu cũng nổi lên trong thời kỳ này như Liêm Pha, Triệu Sa và Lý Mục. Liêm Pha là tướng chấn giữ phòng chống nước Tần. Triệu Sa chủ yếu ở phía đông, một vài lần đã xâm lăng vào yên. Lý Mục ở phía bắc phòng chống các bộ lạc du mục, suy vong. Vào cuối thời kỳ chiến quốc, Triệu là nước chủ chốt trong việc chống lại nước tần đang nổi lên ở phía tây. Triệu liên minh với Ngụy bắt đầu năm 287 trước công nguyên để hợp sức chống tần, nhưng kết thúc bằng thất bại tại Hoa Dương năm 273 trước công nguyên. Cuộc tranh đấu lên tới đỉnh điểm trong trận chiến đẫm máu nhất của thời kỳ này là trận trường Bình năm 260 trước công nguyên, quân đội triệu gồm 45 vạn người do triệu quát chỉ huy đã bị quân đội tần do Bạch Khởi chỉ huy tiêu diệt gần như hoàn toàn. Mặc dù quân đội Ngụy đã cứu được hàm đan thoát khỏi cuộc vây hãm có thể xảy ra sau đó của đội quân tần đang đà chiến thắng, nhưng triệu không bao giờ có thể phục hồi lại được sức mạnh như trước đó. Năm 229 trước công nguyên, cuộc xâm lăng của quân tần do tướng Vương Tiễn đã bị quân đội triệu do Lý Mục và Tư Mã Thượng chỉ huy kìm chân tại chỗ tới tận năm 228 trước công nguyên, theo ghi chép của một số nguồn thì sau đó tần sử dụng kế phản gián nên triệu U Mục Vương đã nghi ngờ và ra lệnh xử tử Lý Mục, bãi nhiệm tư mã thượng. Năm 228 trước công nguyên, quân tần tiến vào Hàm Đan, bắt sống U Mục Vương và chiếm nước triệu. Công tử ra, anh cùng cha khác mẹ của U Mục Vương đã chạy tới đại thành tự xưng vương và chỉ huy các lực lượng còn lại của triệu chống tần. Chính quyền này kéo dài tới năm 222 trước công nguyên thì quân tần bắt được đại vương ra và xóa sổ nước triệu. Hơn 10 năm sau, các chư hầu nổi dậy chống nhà tần. Một người dòng dõi nước triệu là triệu yết được lập làm triệu vương để khôi phục nước triệu, nhưng cuối cùng bị hán vương lưu bang thôn tính vào năm 204 trước công nguyên. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.